Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Bảo Ngọc TV và cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ những video trong thời gian qua. Và hôm nay mình sẽ làm món tiết canh thỏ. Thì ở đây mình có hai con thỏ đã được làm sạch sẽ rồi. Thì mình sẽ dùng cái thịt đầu, thịt bụng và gan để mình làm nhân tiết canh. Mình sẽ băm ra và xào cùng với này hành tím nha các bạn. Còn thịt còn lại thì mình sẽ làm món né thỏ. Rất là ngon nha các bạn. Trời, con này bự dữ ha. Mấy ký mà? Hai con năm. Thì đầu thỏ với này gan, một số thứ để đánh tiết canh đã luộc xong rồi. Chuẩn bị băm làm nhân đánh tiết canh ha. Bây giờ anh bảo làm nhân đánh món tiết canh. Tim. Anh Bảo đang bên cây hoa cho giống Tết luôn nè. Nè nè, đâu không? Mày cái tô vô thôi hả? Ừ. Ủa trái. Băm sơ sơ đúng rồi. Đã băm xong rồi, bây giờ băm hết cái đống hành này vô xong xào lên là thành nhân để ăn tiết canh các bạn. Rất là ngon. Thơm quá. Cay mắt không? Cắt hết hành nữa. Rồi cho vô xào đi. À cái nhà xếp bên á, hèn chi đập nè. Mồm này còn rẻ, nay khoảng trên 2 tỷ. Mỗi nhà mình nhà nghèo thôi. Mỗi mình em nghèo. Nhà mình. Nhà em là giàu nhất. Sài Gòn. Bán 4 xào. Có đất Sài Gòn. Có, sắp này đồ đấy cho luôn. Bán 4 xào 1 tỷ. Rồi, bà xào. Đầu bếp pha tiết canh, em đâu biết nêm nếm gì đâu. Tiết xào. Cái bếp ga này có vẻ nó yếu anh Duy. Yếu hơn bên này. Ngoài à, bỏ này ra cho nó cháy. Nhiều tiền để làm gì? Đúng rồi, nhiều tiền để làm được nhiều điều thần kỳ. Không, giờ mình giờ bên này đổi về. Nói Sài Gòn bữa nay về đây mua mấy lô đất xong rồi làm hoành tráng lắm. Không, nó mua mấy xào các thứ nó về làm khu nhà nghỉ của nó á. Để nó về nghỉ ngơi á. Làm cái gì hôm gì đó. Ừ. Homestay gì đó. Không, làm cái khu của nó, gia đình nó nghỉ thôi vậy nó. Gần mà. Mười tỷ mới bán. Mười tỷ giờ còn 10 tỷ mới bán. Để xào nó chín, nó cháy luôn. Đây là cháy vậy là ngon rồi. Đó, để cháy vậy là thơm rồi. Giờ ra phải để nguội nữa. Thơm đó, mùi hành ngon. Này đánh được mấy dĩa? 3 dĩa. Đó, cháy rồi. Rồi. Wow, được 2 dĩa hả? Này là cho vào thành công phải không? Phải đợi làm chắc đợi làm thêm ít nhân nữa. Không được. À, bạn rung vậy chắc nắn chắc long chân ở óc. Có chưa? Ủa, ông gì cũng nên camera cũng đẹp trai như vậy. Má mình. Nè, mình mới lấy tiếp của mình nữa. Mình đẹp trai nhất nhà. Đẹp trai nhất bầy. Tiết canh thỏ nha anh em. Nè, thử cái này. Ê, quay mà tí nó đánh mà nó không đông chắc vui lắm à. Lúc đấy đầu nhắm ấp này mặt quê. Không thì quay cái lúc kia ngu quá, nhìn đâu có biết đông hay không không. Nhìn là cái mặt nó vẫn phải không? Nhìn mặt nó vẫn đông mặt, mình chỉ có múc lên mình.
Vậy là thợ này thợ dộn rồi. Chưa quánh cái mồm. Cái thằng thợ quay nó còn dởm hơn. Ờ. Ớt xanh hả chị Dung? Ớt xanh ngoài kia hả? Ớt này nhà mẹ chàng ở trong vườn về nó xay. Nó có phân á, nó có phân cút á. Hay lắm. Ớt mà bỏ phân gà, phân đấy rất là cay lắm. Xay sẵn để trong tủ lạnh nhé. Cứ vậy là bỏ ra đánh chanh ăn thôi. Các thứ đều sẵn. Tàu ốp chuyên nghiệp nè. Không cần yên lặng đâu. Bọn này bác sẽ yên lặng nó có bó lắm nó. Ờ, không cần yên lặng, tại mình tin ngủ rồi. Có tin xuống rồi á? Ủa về à? Bằng này người mà không đông nữa mới lạ nè. Tết này nhà này bao đông, cay mà vẫn hơn. Thôi chưa chúc nữa qua nhà anh Diệp. Cay lắm. Bà thấy ghen đồ bà không ăn. Sợ xấu. Ghen động vật. Còn ớt ăn lòng. Ghen đâu phải lòng. Mày tí con tí căn không? Năm giờ ăn miếng đồ xe không? Nghe đâu phải lòng đúng rồi đó. Mỗi người có một cách tắm riêng ha. Đừng có đồng kèm nha. Chưa tắm mà đã thấy thơm. Cái này phải tắm thật lâu cho nó bể cái hồng cái cầu là nó đồng. Quá à? À hèn chi mình đang quấy như vậy. Còn gì nữa, xếp gan lên. Ở đừng bưng lên em. Rất là hồng thật. Tiếp thọ. Mà thích ăn chưa? Đi là khoái món bia mà kiếm chưa ra. Ngày xưa ốc cũng đâu ăn mấy món này đâu. Mà về đây làm dâu biết rồi. Có bánh món không ai? Bây giờ vào nhà kiếm món gì cũng có nha. Nghiêng à? Có một dìa này nghiêng. Không đồng. Không thèm mà, không thích ăn khỏi. Quên, không nói rồi.
Đâu người nghe. Rồi xếp ra đâu thơ vậy? Sợ yếu vậy? Sợ đông trời. Đông rồi. Đông cứng rồi. Trang trí rào lên. Nó có cái đĩa đâu theo biết nha. Là làm để chứng đụng vô. Hai cái thì biết rồi. Đông sẵn. Trong mấy cọng. Xếp rau thơm sâu nữa chứ. Đứng lại xếp kìa. Anh ghi cọng đó mà. Đây nè. Ghiêm vô. Ghiêm. Thôi đừng ghiêm. Thôi vậy. Chụp người ta ngắm đường lại ra. Qua cái đầu đó vô. Má làm như là cho bỏ. Đó, nó này là phải điểm xuyên nó rơi rơi không? Đó, nó rơi rơi rồi, rồi, rồi đấy. Nó phải rơi rơi vậy như. Nữa đi ba dữ kia luôn. Làm như cho thỏa ăn. Này Chi, qua làm đi Chi. Qua làm đi Chi. Trời, cái lá rau này mày đặt lên thì thôi chứ. Đặt nguyên cọng nó luôn luôn. Cái lá mà nó như nói nghe là để em cầm cái thìa em ăn thử có pin đâu luôn để em ăn thử với cái pin rồi mới biết được cái mặt nó hơi dài nó khó đấy chứ gặp hùng ăn thơm quá ăn bây giờ lại xa xí không tiếng canh thơm quá ngắt lâu chứ ờ ngắt lâu thì rồi dọn chén đi. Cho đi cha cụ. Rồi. Rồi, action. Rồi dọn chén. Rồi ăn đi ba. Tụi con đi vô trong nhà chơi đi. Kì ơi. Ăn vô xong rồi. Mấy đứa bé qua được đâu? Đi rồi. Một cái trời này. Đó. Đây, đi quay nè, sáng nè. Lẽ ra là phải có đồ phòng, đồ phòng nữa. Thôi ăn đi, chúc mua đồ phòng. Kiệt ơi. Nó quý mình thật đấy chứ. Vào đây con. Sắp đây. Ừ, sắm đi. Lúc ăn đấy là rằng rỗi. Có ăn nữa không? Bỏ mồm đi chị Út. Đây đây đây. Bỏ mồm đi chị Dung. Không có hợp tác, xây qua người khác. Ờ chú Đức thì chú Đức đi ăn mấy ngon miệng nè. Đây, mời anh em nha. Đây cầm về chú. Rồi mời anh em nha. Ồ. Quá ngon. Chú già ngon. Bỏ nhiều lá quá ăn ít thôi. Đúng không? Cái chín mắm đó. Ngọt ngọt. Đúng rồi. Về đây mới có món này đúng không? Ngọt của máu mà béo của gan. Nói chứ đâu nó đâu ăn tất cả đâu. Sợ. Có bị sữa cho em. Thôi. Cho quả xanh xanh để cắn. Cho quả ớt nữa. Chua chòa rồi. Chà, bên húng đúng rồi. Ngọt ơi là ngọt. Ra tay. Nó được cay. Nó sẵn cắn ngọt. Này. Anh dưa leo, anh biết anh dưa leo. Nó khác kiểu chưa bao giờ mà 25 Tết mà lâu lâu cũng phải có 5 bảy giờ nè ăn có được nè ăn có không được cho tí mắm vô nó thơm ngon á cho tí nước mắm vô phải hả thấy ô chưa cắm xong ai về đấy rồi bụng được bắn nhập à, chảy nước miếng đéo gì đâu cứ ăn ngon quá chảy nước miếng đấy giờ à, nốt nước miếng luôn kìa hơi nhiều gan tí mà thôi ăn được ai cũng ăn nó cho mình ăn ai cũng ăn mà không cho mình ăn cho đẹp cho đẹp mà chưa xấu nhở chưa xấu quá nhở ăn vô cái hành mà nó chảy chảy thường bà đi chợ vậy là ông Đức ở nhà ông Đức cắn cho cô. Alo. Bụng. Ăn nhiều đâu không giờ không biết còn đủ ăn để ngon không nhá. Dễ ngủ. Lắm mơ. Lắm mơ. Lắm mơ dễ ngủ. Dễ mơ. Lắm mơ anh dễ ngủ. Ngủ mà. Dạ, ngủ. Ngủ mất cũng được đấy. Ngủ. Sao này có tích
nhân hơi nhiều. Nói chung ăn bao thường xong một dĩa xong ba dĩa chuẩn bị xong ba dĩa.